Xin chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và hôm nay trưa gần nhà của mình ra bên này ăn trưa, cũng như mọi lần muốn đi dạo khắp ở đây để ăn những món ăn bằng ở Sài Gòn. Thế cái này không phải gọi ăn bằng nữa, những món ăn mà thuần túy mới đúng hơn nha. Xôi, mì, hủ tiếu, bánh mì những nọ. Bên kia có họ bán gì đây ha? Không biết uống sữa hay ổi gì đó. Chút xíu mình ghé hôm bệnh. Đối diện với mình có một cái shop phun xăm thẩm mỹ công nghệ cao. Không biết cao tới đâu, nhưng mà chỉ là thang phần. Cho mình một ly trà đá luôn nha. Rồi, ở đây họ bán hủ tiếu Nam Vang, nhưng mà mình là kêu một cái tô mì Nam Vang. Thì họ nói có mì nữa, cho nên mình chưa biết nó như thế nào, mình chưa ăn mì Nam Vang lần nào chứ nhá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình dùng mì Nam Vang với lại một tô mì. Bình thường mình nghe là hủ tiếu Nam Vang chứ ha, bây giờ tự nhiên ăn mì Nam Vang có kệ, cái gì mình cũng try thử xem như thế nào. Hôm qua thì mình đau bụng quá, ăn nem chua rồi ăn mấy cái lặt vặt ngoài đường, bây giờ mình không dám ăn rau sống, cho nên mình chỉ dùng như thế này thôi. Ở đây họ có mì nè, rồi thịt nạc bằm, cái này là gan hay cần thì mình không biết, nhưng mà họ sắc rất là mỏng nha, mỏng kinh khủng luôn. Rồi có một cái trái trứng cút. Vậy rau ở đây thì nó ngon như mình dám ăn. Đây có ớt, ớt ở Việt Nam cũng nhận cay lắm nha, mình đã thử rồi, rất là cay. Mình khoái cái này là các bạn, ớt tỏi. Xin miếng đây ha. Không biết ở đây là họ có cái gì chuẩn bị đây để mình cáo lại cho các bạn coi. Dĩ nhiên tương ớt, ớt sa tế, hình như cái kia là cái này là hình như là tỏi à. Sorry. Chờ xíu, một chút xíu ở sạch tế cho đây đi. Rồi, buồn về quá. Trước khi dùng cái món này thì dĩ nhiên mình coi cái nước súp họ làm có ngon không các bạn ha. Cái nước súp thì cũng là họ lấy từ cái nước súp của hủ tiếu Nam Vang ra đây các bạn. Ngọt cũng ok, nhưng thật sự ra chứ ăn mì hủ tiếu phở ở Việt Nam, nói thật ra mình nói thật chứ không bằng ở Mỹ đâu. Ở Mỹ cái tô chất lượng và rất là ngon. Mình chưa đi cái tiệm phở, tiệm mì, tiệm nào ở Việt Nam mà ăn bằng chất lượng bằng ở bên Mỹ chứ. Từ bánh phở, thịt, nước lèo. Nó khen là cầu mì ở Việt Nam họ làm rất ngon, nó giòn. Cầu mì giống như là họ làm ra có bông gà trong đó vậy. Mình bỏ thêm cái nước chấm có tỏi này. Giờ cũng giấc trưa, mình ăn trưa ngoài này. Chỗ này là trên con đường Nguyễn Hồng Đào.
bạn biết không? Tại vì mình không có dám giới thiệu tên quán nữa. Có một hai lần quán giới thiệu tên từ quán nhưng mà ăn không có ngon, rồi mình không dám giới thiệu nữa. Mình chỉ quay đến chỗ nào ăn cái đó rồi mình chia sẻ vậy thôi. Chứ mà chia sẻ không đúng chỗ á hả? Các bạn lại ăn không ngon. Lúc đó anh nói mình quay video mà lần trước khen quá mà là họ lại ăn thì không ngon thì nó cũng kỳ các bạn ha. Nhưng nói thật quán này thì mì nó là họ làm được. Lần trước mình lại mình ăn hủ tiếu Nam An thì không có ngon gì mấy. Đối với mình không ngon gì mấy. Nhưng lần này mì thì mình thấy con mì làm từng sợi ra vậy giòn, ngon. Để mình biết có bí quyết mà người cũng nói mình sợi mì làm nó giòn ngon phải có hột gà. Rồi khi trụng mì trụng vào nước nóng rồi sau đó trụng qua nước lạnh thì hột cho mì nó giòn lại. Tùy theo mỗi nơi các bạn ha. Có thể là tại vì nóng quá cho nên phun cho nó khỏi bị trái cây khỏi bị héo hả. Về Việt Nam thì mình thích ăn cơm nhà một lần hai lần thôi, và bao nhiêu quá thì mình thích chỉ ăn chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Cải thiện hết tất cả các món ăn mà lắm các bạn ha. Đây là cái menu của họ đây. Đơn nước uống và đầy đủ. Bộ tiếng nhau 3 mươi thường 43 ngàn. Bánh canh nuôi là 16 ngàn. Hủ tiếu xí bắp thì 46 ngàn. Hủ tiếu sườn non thì 50 ngàn. Họ có bán phở nữa, phở nạm hồi viêm tái 43 ngàn. Sủi cảo nhân tôm vịt 43 ngàn. Trà đá thì 3 ngàn, nước suối thì 8 ngàn. Nước sâm 10 ngàn. Và các loại trà ô long hay là nước cọ, rau câu cắt nữa. Có mì này, hủ tiếu này ở trên con đường Nguyễn Hồng Đào. Nhưng mà mình nhớ lúc trước mình về đây 4-5 năm về trước thì như có người khác hay sao á. Bây giờ lại có người có chủ nhân khác nữa. Lúc trước thì mình về đây 4-5 về trước mình nhớ những người đó mặc áo giống như người Hoa, những người Hoa gốc Việt. Đây họ bán hủ tiếu mì. Rồi bộ uniform của họ, đồng phục của họ màu đen. Lần này thì mình về thì nó khác hơn. Có thể là chủ nhân chỗ này họ lấy lại chỗ này họ bán. Cũng có thể lắm các bạn. Giờ mình ăn cái trứng cút ha. Công nhận ớt Việt Nam nó cay. Mình ăn có một miếng thôi. Chỗ khu vực của quán là các bạn. Buổi trưa là vắng khách. Thường thường đây sáng sớm đông không chị? Đông, sáng sớm đông lắm em hả? Ừ. Giờ chắc trưa thì chắc vắng khách ha, người ta nghỉ ngơi ha. Quán mình có lâu chưa? Quán mình mở lâu chưa? Ừ. Tại giờ như hồi đó anh nhớ là anh về đây 4 năm về trước thì những khác. Ngày xưa hình như là quán bán quán hủ tiếu mì phải không? Ok.
Quán mình tên gì? Góc phố ở đường Nguyễn Hồng Đào ha. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Đây này có cái tựa đề này các bạn. Hủ tiếu Nam Vang góc phố 173 175 Nguyễn Hồng Đào phường 14 quận Tân Bình. Và hình như là có bán bún mọc luôn nữa. Thường đi này mà có người quay cho mình nó đỡ đúng không ha, vừa quay mà vừa ăn vừa nói chuyện nữa. Máy này nó giật chứ. Rồi mời các bạn dùng với mình tiếp tục nha. Một tô như thế này khoảng cỡ 43 nha, là khoảng cỡ chừng 2 đô. Ở bên Mỹ thì mình quen cái tô nào tô đấy nó bự chà bá lửa các bạn ha. Còn giờ đây cái tô nó nhỏ nhỏ. Bên Mỹ là cái tô bự ít nhất được gấp 2 lần như vậy. Có cái mà mình kêu tô xa lửa. Cái tô lớn mà extra large lớn hơn nữa. Nó như cái hồ bơi gấp 3 là cái tô này luôn. Về Việt Nam ví dụ ăn cơm chiều như là nhà cửa đông đúc á thì mình ăn cơm nhà, thường thường vậy là mình thích đi ăn cơm bụi hơn, chỗ này chỗ kia chỗ nọ để cho biết hết tất cả các món ăn ở đầu đường xó chợ góc phố chỗ nào để tìm hiểu món ăn Việt Nam. Chỗ này thì chỗ này mình chỉ khen là cọng mì thôi. Nước súp thì cũng ok thôi chứ không phải là xuất sắc. Nhưng một bữa mì Nam Vang, họ nói là mì Nam Vang lần đầu tiên mình nghe. Tại vì mình nghe hủ tiếu Nam Vang thôi chứ bao giờ mình nghe mì Nam Vang. Thôi kêu một tô mì Nam Vang để dùng thử. Cũng được, ok. Mình tạm dừng cái video tại đây nha. Cho tất cả và đại gia đình một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu ai đang ăn cơm hay là đang dùng bữa thì chúc các bạn ngon miệng. Vâng, xin chào, bye bye. Rồi bây giờ mình tiếp tục lang thang trên đường phố. Mình thấy ổi đây ngon quá các bạn. Cho nên có cái anh này bán gì ổi đây nè, bán xe ổi. Cho nên mình ghé đây mình hỏi thăm, mình mua thử ổi để ăn ha. Mình ăn mì Nam Vang, hủ tiếu Nam Vang ở góc kia thấy ảnh đã bán đối diện nên ảnh đẩy lên đây, mình qua bên đây. Chào em. Này 43 kg một ký là 15.000. Ủa tại sao có cái nhỏ cái lớn là sao vậy hả? Ủa cái cây nó ra lâu năm á thì nó ra trái nó nhỏ, cái cây mà kiểu giống như thế là nó mới năm đầu năm hai thì nó ra trái lớn. Còn lỡ người ta mua là người ta mua trái lớn nha. Mua trái lớn không được, trái nhỏ không được. Người ta... Cái này là sao mình tặng á hả? Tặng 10.000. Mình mua ổi đây là người họ tặng cái này nha. Mình tặng 10.000. Lúc này làm ăn được không? Chậm hả? Qua Tết thì thấy, tưởng làm ăn ngon lành chứ mình này, cái này là cái vườn của mình hay là mình mua người ta mình bán lại? Mua của người ta chứ. Để mình quay chút xíu rồi mình mua 1-2 ký ổi ha. Đây. Đi lắm hả? Đây là một cái 43 ký.
Thấy không, mình có gian ghê chưa? Mình tới là có người mua rồi nè. 15. Để cho các em mua trước đi, mình mua sau ha. Em bán hàng này lo qua điện thoại không bán hàng nha. Em cứ lấy cái nào em cứ thích, cái nào em lấy, cái trái nào ngon mà đẹp em cứ lấy. Thấy chưa, ngon và đẹp thì cứ lấy, xấu để đó cho anh hả. Thường thường là mình bán cái góc đường Nguyễn Hồng Đào này thôi á hả? Bữa nay con nghỉ học hay con không đi học hả? Ở đây mà tiền mà hơi rách rách chút xíu là họ ngại lấy mất các bạn. Và còn mình bên Mỹ thì tiền cỡ nào thì cũng xài được chứ ha. Rồi lấy cho mình 3 ký đây, cái nào ngon ngon ha. Rồi. Bự có nhỏ, lấy hay lấy cái bự. Đấy, lấy cái bự trước đây nè, lấy cái nhỏ đi, lấy cái nhỏ. Nhỏ thì nó ngon, nhỏ ổi đó. Nó giống như con heo nhà mình nuôi lâu năm thì nó già. Nè nè, thấy cái này ngon nè. Nó ngọt. Nó trời ngon. Sao nhiều quá vậy, 3 ký nhiều lắm hả? Nó có bao nhiêu đâu mà nhiều. Rồi cái này hơn 3 ký rồi. Thôi lấy được. Thôi thôi thôi. 3 ký 6 luôn, 3 ký 7 luôn đó. Ăn không có hết, có một anh với đứa em. Hai người ăn sao hết dữ vậy. Lấy cho chẳng 50 luôn, có gì đâu mà 10 rồi, nghìn nữa mà. Không phải, nhưng mà tại ăn không có hết, nhiều rồi, quá. Rồi, ok. Được rồi bác. Rồi lấy giùm anh cái hũ muối tiêu đi hả? Rồi, ok. Cái đó muối Tây Ninh vậy đó, phải không? Hay là lấy muối Tây Ninh, à muối tôm hay là muối ớt? Cái này muối tôm này, cái này muối ớt này, muốn ăn cái nào? Cái nào ngon hơn? Cái nào cũng được, tôm cũng được mà ớt cũng được. Nó cái em bán này nghe cái gì cũng khen ngon chứ không có cái nào khen dở. Ok. Rồi tổng cộng của mình là bao nhiêu tiền ha? Tất cả là 50. Rồi. Ok, bây giờ các bạn thấy không? Đó, một ổi này ha. Ủa sao cái ổi này sao nó thấy thê thảm vậy nè? Em đổi mang cái ổi đi coi. Cái nhỏ hơn cái này. Đây. Rồi. Cái này nó già nó vậy mà. Dạ. Cái... Rồi. Bao nhiêu đây thôi nha, là có 50.000 thôi. 50 đó. 50.000 mình tính ra là khoảng cỡ 2.5 đô. Ăn mệt xỉu luôn. Rồi ok các bạn ha, bữa nay mình chỉ ghé ngang cái sạp ổi của em này, thường thường mình bán ở đây thôi hả? Bán nói chung là cứ mình đi di chuyển đứng một chỗ nhiều mấy công an đô thị nó hay đuổi lắm. Đuổi thì mình chạy thôi nhiều không? Cứ lang bang vậy thôi. Tiện lợi các bạn, vừa bán cái này là có muối lô tiêu luôn, muối ớt luôn, sẵn sàng đầy đủ hết quý vị hết. Con này bự cũng nó luôn á hả? Nó luôn đó. Nó luôn ha. Rồi ok, các bạn đã cùng với mình chia sẻ một cái sạp ổi ở bên lề đường nha. Có gì cái mình đi tới đâu mình quay tới đó, đi đến đâu mình quay tới cho các bạn xem. À đây cái này. Rồi xin chào các bạn, rồi hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha. Bye bye.